Ok. Tiếp theo là một chiếc xe nắng nha. Wow. Đây là đẹp nha các bạn. Đây, nắng bên hai xuống này nha. Cái này là nắng hai các bạn nha. Xe đây là dẫn thức. Trên chi tiết nữa nha. Yeah, ok. Tiếp theo mình sẽ đến với một chiếc xe buýt 2 tầng nha. Đi xa phố London nha. Wow, 86 các bạn thấy gương chiều hôm nhỏ rất là nhỏ xinh đấy nha. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với một chiếc xe cứu hỏa hàng năng đây. Wow. Đây đẹp nha, đây. Đây là cái phố cứu hỏa của anh này. Xịt nước này. Cái nó xoay được nó nha, đây xoay này. Đăng lên này. Wow. Thật là vui quá nha. Thấy chưa? Wow, rồi. Tiếp theo mình sẽ đến với một chiếc xe Audi nha. Đây, Audi Q7 này. Yeah. À, sơn rất là đẹp nha các bạn. Từng chi tiết nha. Yeah. Wow.